Thưa quý vị, năm nay, tỉnh Thái Nguyên trọng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm thủ đô gió ngàn lần cuối. Với Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, niềm tin, kỳ vọng Thái Nguyên sẽ trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Trong thư viết gửi đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Đông năm 1946, người viết: "Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, cách xa với đồng bào, nhưng không bao giờ tôi quên đồng bào. Người tôi tuy có xa cách, nhưng lòng tôi vẫn luôn luôn gần gũi anh em. Tôi chắc rằng cái tình thân ái ấy không bao giờ phai lạt." Với tinh thần, tình cảm ấy, sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cuộc di đô lịch sử lên Việt Bắc. Và tại núi rừng Việt Bắc, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Định Hóa làm nơi đứng chân, khu an toàn để bố trí các cơ quan đầu não kháng chiến. Bác Hồ thì ở Lục Gia này, ở Khôi Thát này, ở tỉnh Keo này, rồi còn ở Điểm Mạc này. Anh Trường Chinh cũng là ở trong cái vùng đó, cơ quan bộ tổng tư lệnh suốt cả cuộc kháng chiến đều là ở Thanh Lĩnh, cơ quan tuyệt mật ở Định Hóa, cho nên Thái Nguyên vẫn được coi là thủ đô của kháng chiến. Tại ATK Thái Nguyên, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Cùng với nhân dân các dân tộc căn cứ địa Việt Bắc, ATK Thái Nguyên đã không chỉ che chở, đùm bọc người và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội mà còn có quyền tự hào đã trực tiếp đóng góp sức người, sức của, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, vùng đất an toàn khu Thái Nguyên luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc để trở về Hà Nội năm 1954 cho đến cuối đời, người đã có 7 lần về thăm Thái Nguyên, chỉ đạo Đảng bộ Thái Nguyên, lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Ngày 31 tháng 12 năm 1963, lần cuối cùng Bác Hồ về thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Buổi tối, người đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học viên trường Đảng tỉnh, nay là trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. Và ngày 1 tháng 1 năm 1964, Bác đến thăm cán bộ, công nhân khu gang thép, nhà máy điện Cao Ngạn. 45.000 đại biểu cán bộ, công nhân và nhân dân trong tỉnh vô cùng phấn khởi được Bác Hồ chúc mừng năm mới và nói chuyện tại sân vận động thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới. Người nói: "Tỉnh ta sẵn có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Đồng bào các dân tộc sẵn có đức tính cần cù. Nói tóm lại, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi. Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta." Khắc ghi tình cảm, sự quan tâm của Bác dành cho Thái Nguyên, cùng với các tỉnh thành khác trên miền Bắc, nhân dân Thái Nguyên vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng cường tiềm lực kinh tế, quốc phòng, góp phần xây dựng và củng cố miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng, giải phóng dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đã luôn nỗ lực phấn đấu, kiến tạo, xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển, thắp sáng địa danh, an toàn khu, thủ đô kháng chiến, là trung tâm kinh tế, trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và y tế vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Sau 5 kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa 15, 16, 17, 18, 19 và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đến nay, quy mô kinh tế Thái Nguyên không ngừng mở rộng,
thành tựu của gần 40 năm đổi mới đang hiện hữu trên vùng đất chiến khu xưa, cực tăng trưởng kinh tế mới hôm nay, khi từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển, nay đã trở thành một trong những cực tăng trưởng, trung tâm thu hút nguồn lực đầu tư sáng tạo. Có thể coi Thái Nguyên là một cái điển hình của kinh tế Việt Nam trong cái năm nay. Năm nay theo cái nghĩa thế này, tức là năm 2023 ấy thì tốt hơn, có cái nhịp tăng trưởng ấy. Có thể là không so được với năm ngoái, năm 2022. Nhưng ấy, năm 2023 là một năm nỗ lực để từng bước tiến lên. Càng về cuối năm nó càng, cái bức tranh nó màu càng sáng hơn. Và cái đấy là cũng đúng với lại cái tình hình của Thái Nguyên. Và tôi cho rằng là theo đúng cái nhịp như vậy để mà nhận diện Thái Nguyên ấy, thì hoàn toàn là có thể là có cái cơ sở để mà đưa ra cái nhận định là cái bức tranh kinh tế của Thái Nguyên ấy là nó cứ sáng dần lên, mà tôi cho cái đấy rất là quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần của địa chỉ đỏ trong kháng chiến tiếp tục được khơi dậy trong hiện tại, khi Thái Nguyên cũng là địa chỉ đỏ của các nhà đầu tư, khi Thái Nguyên nằm trong top đầu về thu hút đầu tư nước ngoài với 201 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt 10,6 tỷ đô la Mỹ. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới, ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín từ các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực tỉnh Thái Nguyên quan tâm thu hút, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư luôn phù hợp với thế mạnh của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của các quốc gia và cũng phù hợp với điều kiện thuận lợi đang hiện hữu tại Thái Nguyên. Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thái Nguyên dành nhiều nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo phát triển giáo dục, y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Đến năm 2023 còn 3,35%. Đại học Thái Nguyên phát triển xứng tầm đại học vùng. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trở thành bệnh viện thứ 6 trên cả nước được xếp hạng đặc biệt, đã càng khẳng định rõ nét hơn vai trò trung tâm của vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Thứ hạng 8 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số chuyển đổi số là cơ sở để Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Tại Thái Nguyên, bộ mặt của một đô thị hiện đại đang hiện hữu ngày càng rõ nét. Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được coi là kim chỉ nam cho phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh trong tương lai. Tỉnh đang ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, khu công nghiệp ở Phú Yên, Phú Bình, Sông Công, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đối với các đô thị có vai trò là hạt nhân cấp vùng để thúc đẩy sự phát triển đô thị ở quy mô lớn, phát triển kết nối du lịch, dịch vụ, đồng thời từng bước đầu tư xây dựng cho hai đô thị Đại Từ và Phú Bình để hình thành thị xã trong giai đoạn kế tiếp. Với một cái điều kiện thuận lợi nhất, và Đại Từ xác định là xây dựng một cái đô thị xanh ở 27 xã và 29 xã thị trấn của Đại Từ sẽ là cái đô thị xanh có cái nền nông nghiệp đứng hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên, gắn với phát triển du lịch và sản phẩm nông nghiệp của Đại Từ sẽ là cái điểm nhấn cho các hoạt động của huyện cũng như của tỉnh phải có một cái giá trị kinh tế cao khi sản xuất ở một cái mô hình sạch, hữu cơ. Sau hơn 10 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới đã huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Đây là nỗ lực lớn, bền bỉ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tích cực đầu tư các cái công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như kênh mương, rồi chuyển áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do vậy về cái năng suất sản lượng của cây trồng, đặc biệt là năng suất sản lượng của lúa thì ngày một đang nâng lên. Trước kia ấy thì đào xá bình quân cái sản lượng chỉ đạt được khoảng 40 tạ trên một ha, nhưng mà trong những năm gần đây thì đã nâng lên được 50, bình quân là 52 tạ một ha. Đã qua 60 năm kể từ lần cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên,
đích đến trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất miền Bắc, như mong mỏi của người vẫn đang được đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên nỗ lực hiện thực hóa. Mỗi lần về thăm Thái Nguyên, bác cố gắng đi thật nhiều nơi, gặp nhiều người, nhiều tầng lớp để tìm hiểu các mặt đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, căn dặn của cán bộ đảng viên, công nhân, nông dân trong tỉnh. Ngày hôm nay, những lời căn dặn đó vẫn đang được nỗ lực thực hiện. Ngày 1 tháng 1 năm 1964, thì nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do cấp trên giao. Qua 20 năm xây dựng, trưởng thành và 17 năm vận hành, công ty luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện theo lời Bác là rất tích cực trong lao động sản xuất, nhất là thực hiện những cái mô hình phát triển kinh tế. Trong công cuộc đổi mới này thì các hộ gia đình, hội viên là đều áp dụng những khoa học tiên tiến về, nhất là đây vì sản xuất cây rau màu rồi cây chè, thì đối với sản xuất cây rau cũng đã thành lập được hợp tác xã, và hai nữa là tập hợp bà con hội viên nông dân là tham gia cái tổ hợp tác xã rồi là thành lập hợp tác xã để phát triển kinh tế. Các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở. Nội dung thi đua đều bám sát nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ phong trào đã xuất hiện và nhân lên nhiều gương điển hình tiên tiến. Trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Thái Nguyên luôn đảm bảo thống nhất, sâu sát, sáng tạo, quyết liệt, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo sự đồng thuận, sẻ chia và quyết tâm thực hiện. Đây chính là những cơ sở quan trọng để tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày hôm nay Thái Nguyên đang vững vàng duy trì vị thế đầu tàu của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025 là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội, nơi đáng sống, đáng đến, an toàn, thịnh vượng, sung túc, bình yên, phát triển. Đến đây, phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo của chương trình Thời sự hôm nay.